Lại nữa, vì chúng sanh tiên kính, vị A-la-hán, các lậu đã sạch hết nên Phật sai thuyết, để chúng sanh tâm tịnh tín. Các Bồ-Tát chưa hết lậu, nếu vì các người mà nói thì họ không tin. Vì vậy nên Phật đối với Hết Cả Xá Lợi Phất và Tu Bồ-Đề mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, sao gọi là Xá Lợi Phất? Đó là tên cha mẹ đặt hay dựa vào hành vi công đức mà đặt? Đáp, đó là tên do cha mẹ đặt. Ở trong Diêm Phủ Đề, nơi an lạc nhất, có nước Ma Kiệt Đà. Trong nước đó có thành lớn tên là Vương Xá. Vua tên là Tần Bà Sa La, có vị luận sư dòng Bà La Môn tên là Ma Đà La. Vì người ấy luận nghị giỏi nên vua phong cho một ấp cách thành lớn không xa. Ma Đà La còn có gia đình, vợ sanh một người con gái có con mắt giống chim Xá Lợi, liền đặt tên con gái ấy là Xá Lợi. Lần thứ hai sinh một người con trai mà xương đầu gối thô to nên đặt tên là Câu Hy La, có nghĩa là đầu gối to lớn. Bà La Môn Ma Đà La đã có gia đình phải nuôi nấng con trai con gái nên sở học về kinh sách đều bị cũ xưa, không còn được trau dồi mới. Lúc ấy ở Nam Thiên Trúc có một thầy đại luận nghị Bà La Môn, đối với 18 thứ đại kinh thầy đều thông lợi. Người này đi vào thành Vương Xá, trên đầu đội lửa, lấy nịt sắt bịt bụng. Người ta hỏi lý do, bèn nói, sở học kinh sách của tôi quá nhiều, sợ bụng bị vỡ ra cho nên nịt nó lại. Lại hỏi, trên đầu vì sao đội lửa? Đáp, vì tối quá. Mọi người nói, mặt trời mọc chiếu sáng, tại sao nói tối? Đáp, tối có hai thứ, một là ánh sáng mặt trời không chiếu đến, hai là ngu si che tối. Nay tuy có mặt trời sáng mà ngu si còn đen tối. Mọi người nói, chỉ vì ông chưa gặp Bà La Môn Ma Đà La, nếu ông gặp thì bụng sẽ teo, sáng sẽ tối. Vị Bà La Môn ấy đi ngay đến bên chiếc trống, đánh trống luận nghị lên. Quốc vương nghe hỏi, ấy là người nào? Các quan thần đáp, ở Nam Thiên Trúc có một Bà La Môn tên Đề Xá, là một đại luận nghị sư, muốn tìm luận sứ cho nên đánh trống luận. Đại vương hoan hỉ, liền học mọi người mà cáo rằng, ai có thể vấn nạn, hãy cùng người ấy luận nghị. Ma Đà La nghe vậy, tự nghĩ, ta vì đã cũ xưa không còn tập luyện đổi mới, không biết này có thể cùng người ấy luận chăng? Gắng gỗ mà đi đến, giữa đường thấy hai con trâu được đang húc bạc nhau. Trong tâm khởi ý tưởng tượng, con trâu này là ta, con trâu kia là người, lấy đó bói xem, biết được ai thắng. Nhưng con trâu này không bằng, bèn sầu lo quá mà tự nghĩ rằng cứ như tướng trạng ấy ta sẽ không bằng. Khi sắp đi vào giữa chúng, thấy có người mẹ ôm một bình nước đứng ngay ở trước bị khẹo chân, té đất bình vỡ. Lại nghĩ rằng đây cũng là điểm không tốt nữa, mà đã la hết sức không vui. Khi đi vào giữa chúng, thấy luận sư kia nhan mạo ý chí khí sắc tướng tốt đầy đủ, biết mình không bằng. Nhưng việc chẳng đặng ngừng, phải cùng chung luận nghị. Luận nghị đã giao ước, liền bị thua. Đại vương hoan hỉ là có người đại trí sáng suốt đi vào nước ta, còn muốn phong cho một ấp. Quần thần nghị bàn, một người thông minh đi đến liền phong cho một ấp. Công thần thì chẳng tưởng thưởng, chỉ ưa thích ngữ luận, sợ rằng đó không phải là cái đạo an quốc toàn gia. Nay Ma Đà La bị thua thì phải giành lại phong ấp để cho người thắng. Nếu lại có người khác thắng thì lại giành lại để phong cho. Vua chấp dụng lời ấy, liền giành lại đem phong cho người sau. Khi ấy Ma Đà La nói với Đề Xá rằng, ông là người thông minh, ta gả con gái cho con trai chỉ làm lụy nhau, chỉ bằng nay ta muốn đi xa đến nước khác để cầu bổn chí. Đề Xá nhận người con gái kia làm vợ. Người vợ mang thai, nằm mộng thấy một người thân mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, tay cầm kim cang, xô phá các núi mà đứng một bên núi lớn. Thức dậy nói lại với chồng, tôi mộng như vậy. Đề Xá nói, bà sẽ sanh con trai, tuổi phục hết thảy các luận nghị sư, chỉ không hơn được một người, lại sẽ làm đệ tử người đó. Xá Lợi mang thai vì đứa con trong thai mà mẹ cũng thông minh, rất có khả năng luận nghị. Em trai là Câu Hy La, cùng với chị luận nghị. Mỗi lần luận nghị đều bị thua, không bằng. Biết đứa con trong thai của chị chắc chắn là đại trí tuệ, chưa sanh mà đã như vậy, huống gì sanh ra. Liền bỏ nhà đi học vấn, đến Nam Thiên Trúc, không rảnh để cắt móng tay, chuyên đọc 18 thứ kinh thơ, đều thông suốt, cho nên mọi người thời bấy giờ gọi là Phạm Chí móng tay dài, trường trảo Phạm Chí. Con của chị đã sanh 7 ngày sau, bọc trong dạ trắng, đem chỉ với cha nó suy nghĩ, ta tên Đẻ Xá, vậy theo tên ta mà đặt tên là Yêu Ba Đẻ Xá. Yêu Ba tàu dịch là trụ, nghĩa là theo, Đẻ Xá là tên ngôi sao.
ấy là tên do cha mẹ đặt. Mọi người vì thấy người kia do bà Xá Lợi sanh ra nên đều gọi là Xá Lợi Phất. Phất có nghĩa là con tử. Lại Xá Lợi Phất đời đời có bản nguyện làm người đệ tử bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni, tự là Xá Lợi Phất. Đó là tên do nhân duyên bản nguyện, do các lẽ đó nên gọi là Xá Lợi Phất. Hỏi: nếu như vậy, sao không gọi là Yêu Ba Đề Xá mà chỉ nói Xá Lợi Phất? Đáp: người thầy bấy giờ quý trọng người mẹ kia thông minh bậc nhất trong chúng nữ nhân, do nhân duyên ấy cho nên gọi là Xá Lợi Phất. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn đem nhất thiết chủng trí biết nhất thiết pháp thì phải tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Luận: nghĩa chữ Bồ Tát Ma Ha Tát trước đã nói ở chương Tán Thán Bồ Tát. Hỏi: sao gọi là nhất thiết chủng, sao gọi là nhất thiết pháp? Đáp: cửa trí tuệ gọi là chủng, có người do một cửa trí tuệ để quán, có người do hai, ba, mười, trăm, ngàn, vạn, cho đến hàng hà sa a tăng kỳ cửa trí tuệ để quán các pháp. Này do nhất thiết cửa trí mà vào nhất thiết chủng loại quán nhất thiết pháp, cho nên gọi là nhất thiết chủng. Nhưng người phàm phu có ba thứ quán, muốn cầu lìa dục sắc, nên quán dục giới sắc giới là thô ác, dối hoặc, ô trược, nặng nề. Còn Phật đệ tử thì có tám thứ quán, là quán vô thường, khổ, không, vô ngã, như bệnh, như ung nhọt, như mũi tên cắm vào thân, bức não, hoạn nạn. Tám thứ thánh quán ấy vào trong bốn thánh đế trở thành bốn hành tướng trong 16 hành tướng. 16 hành tướng là quán khổ đế có bốn hành tướng, vô thường, khổ, không, vô ngã. Quán khổ nhân tập đế có bốn hành tướng, tập nhân, duyên, sanh. Quán khổ tận diệt đế có bốn hành tướng, tận diệt, diệu xuất. Quán đạo đế có bốn hành tướng, đạo chánh, hành, tích, dấu. Trong phép quán hơi thở ra vào lại có 16 hành tướng. 1. Quán hơi thở vào. 2. Quán hơi thở ra. 3. Quán hơi thở dài, thở ngắn. 4. Quán hơi thở chạy khắp thân. 5. Trừ các thân hành, hơi thở. 6. Thọ hỷ. 7. Thọ lạc. 8. Thọ các tâm hành. 9. Khởi tâm mừng. 10. Khởi tâm thu nhiếp. 11. Khởi tâm, tâm khởi giải thoát. 12. Quán vô thường. 13. Quán giã hoại. 14. Quán lìa dục. 15. Quán diệt. 16. Quán vứt bỏ. Lại có 6 niệm. Niệm Phật là niệm Đức Phật, là đấng Như Lai ứng cúng, chánh đẳng giác. Như vậy đủ 10 hiệu. 5 niệm khác như sau sẽ nói: thế trí, xuất thế trí, A-la-hán, bích chi Phật, Bồ-tát, Phật trí. Trí tuệ như vậy biết rõ các pháp là nhất thiết chủng. Nhất thiết pháp là pháp của thức duyên, là nhất thiết pháp. Đó là nhãn thức duyên sắc, nhĩ thức duyên tiếng, tỷ thức duyên mùi, thiệt thức duyên vị, thân thức duyên xúc, ý thức duyên pháp, duyên mắt, duyên sắc, duyên nhãn thức, cho đến duyên ý, duyên pháp, duyên ý thức. Ấy gọi là nhất thiết pháp, là pháp của các thức duyên. Lại nữa, pháp của trí duyên là nhất thiết pháp. Đó là khổ trí biết khổ, tập trí biết tập, đạo trí biết đạo, thế trí biết khổ, tập, tận đạo và hư không, chẳng phải thường duyên diệt đế. Ấy là pháp của trí duyên. Lại nữa, hai pháp thu nhiếp hết thảy pháp là pháp sắc, pháp vô sắc. Pháp có thể thấy, pháp không thể thấy, pháp có đối ngại, pháp không đối ngại, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, tương ưng với tâm, không tương ưng với tâm, tương ưng với nghiệp, không tương ưng với nghiệp. Trong tâm pháp, trừ tư tâm sở, tất cả đều tương ưng vì nghiệp, tức là tư cho nên trừ. Pháp gần, pháp xa, vân vân. Các loại hai pháp như thế thu nhiếp hết thảy pháp, hiện tại và vô vi là pháp gần, vị lai quá khứ là pháp xa. Lại nữa, ba pháp thu nhiếp hết thảy pháp, đó là thiện bất thiện, vô ký, học vô học, phi vô học, kiến đế đoạn, tư duy đoạn, bất đoạn. Lại nữa, ba pháp thu nhiếp hết thảy pháp là năm uẩn, 12 nhập, 18 giới. Đem các loại ba pháp như thế thu nhiếp hết thảy pháp. Lại có bốn pháp thu nhiếp hết thảy pháp, đó là pháp quá khứ, vị lai, hiện tại. Pháp chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Pháp ràng buộc ở dục giới, pháp ràng buộc ở sắc giới, pháp ràng buộc ở vô sắc giới, pháp không ràng buộc, pháp từ nhân thiện, pháp từ nhân bất thiện, pháp từ nhân vô ký, pháp chẳng phải từ nhân thiện, bất thiện, vô ký, pháp duyên không duyên, pháp duyên duyên không duyên, pháp chẳng phải duyên, duyên chẳng phải duyên không duyên. Các loại bốn pháp như vậy thu nhiếp hết thảy pháp. Lại có năm pháp thu nhiếp hết thảy pháp, đó là sắc tâm, tâm tương ưng, tâm không tương ưng và pháp vô vi. Các loại như vậy thu nhiếp hết thảy pháp. Lại có sáu pháp thu nhiếp hết thảy pháp,
đó là pháp thấy khổ đoạn, pháp thấy tập tận đạo đoạn, pháp tư duy đoạn và pháp chẳng đoạn. Các loại sáu pháp như vậy cho đến vô lượng. Thu nhất hết thảy pháp, ấy là nhất thiết pháp. Hỏi: các pháp sâu xa vi diệu không thể nghĩ bàn, hết thảy chúng sanh còn không thể biết được, huống gì một người mà muốn biết hết tất cả pháp? Thí như có người muốn lường đại địa và đếm giọt nước của biển cả, muốn cân núi tu di, muốn biết ranh giới của hư không, những điều như vậy còn không thể biết được, tại sao muốn dùng nhất thiết chủng để biết hết thảy pháp? Đáp: ngu si che tối rất là khổ, trí tuệ sáng suốt rất là vui. Hết thảy chúng sanh đều không cầu đến khổ, chỉ muốn tìm vui. Cho nên Bồ Tát cầu hết thảy đại trí tuệ bậc nhất, mà quán hết thảy chủng để biết hết thảy pháp. Bồ Tát ấy phát đại tâm khắp vì hết thảy chúng sanh mà cầu đại trí tuệ. Cho nên muốn biết hết chủng hết thảy pháp, cũng như thầy thuốc, vì một người hai người thì dùng một thứ thuốc hai thứ thuốc là đủ. Còn nếu muốn trị bệnh của hết thảy chúng sanh thì phải dùng hết thảy thứ thuốc. Bồ Tát cũng như vậy, muốn độ hết thảy chúng sanh, cho nên muốn biết hết thảy chủng, hết thảy pháp. Như các pháp sâu xa vi diệu vô lượng, thì trí tuệ của Bồ Tát cũng sâu xa vi diệu vô lượng. Trước đây trong đoạn đáp lại các vấn nạn phá bác về người nhất thiết trí đã nói rộng. Cũng như cái hòm lớn thì nắp cũng lớn. Lại nữa, nếu không lấy lý nghĩa để cầu hết thảy pháp, thời không thể được. Nếu lấy lý nghĩa để cầu thời, không có điều gì không được. Thí như rủi lửa với cây, thời lửa bật ra, trẻ củi tìm lửa, lửa không thể có. Cũng như đại địa có ranh giới, chẳng phải người nhất thiết trí, người không có đại thần lực, thời không thể biết được. Nếu có sức thần thông lớn, thời biết được ranh giới đại địa của 3.000 đại thiên thế giới. Nay đại điện này ở trên kim cương, bốn phía của 3.000 đại thiên thế giới là hư không. Như vậy gọi là ranh giới đại địa. Muốn cân núi tu di cũng như vậy. Muốn lượng hư không chẳng phải không lượng được, nhưng hư không thì không có gì cả, cho nên không thể lượng. Kinh Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát, tại sao muốn dùng hết thảy chủng biết hết thảy pháp thì phải tập hành Bát Nhã Ba La Mật? Luận hỏi: Phật muốn thuyết Bát Nhã Ba La Mật nên hiện các thứ thần biến, hiện rồi thì nên thuyết liền, cớ sao để Xá Lợi Phất hỏi rồi xong mới thuyết? Đáp: hỏi rồi mới đáp, cách thức của Phật là phải như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Phất biết Bát Nhã Ba La Mật là pháp sâu xa vi diệu, vô tướng, khó hiểu, khó biết, tự dùng trí lực suy nghĩ nhiều cách, như quán các pháp vô thường. Đó là Bát Nhã Ba La Mật ư, hay không là Bát Nhã Ba La Mật ư, vì không thể tự hiểu được, cho nên hỏi. Lại nữa, Xá Lợi Phất chẳng phải là người nhất thiết trí, đối với trong trí tuệ của Phật, chỉ như bé con, như trong kinh A Bà Đàn Na nói: Phật chú ở Kỳ Hoàng đi kinh hành lúc xế chiều, Xá Lợi Phất theo Phật kinh hành. Khi ấy có con chim cắt đuổi chim bồ câu, chim bồ câu bay đến bên Phật. Phật kinh hành ngang qua, bóng phủ lên bồ câu, thân bồ câu an ổn, sợ hãi tiêu mất, không còn tiếng kêu. Sau có bóng của Xá Lợi Phất đến, bồ câu liền kêu lên và sợ hãi như lúc đầu. Xá Lợi Phất bạch Phật: thân Phật và thân con đều không có ba độc, vì nhân duyên gì bóng Phật phủ lên bồ câu thì bồ câu im tiếng không còn sợ hãi, còn bóng của con phủ lên thì bồ câu kêu lên sợ hãi như lúc đầu? Phật nói: tập khí ba độc của ông chưa hết, cho nên khi bóng của ông phủ lên thì sợ hãi không trừ. Ông có xem nhân duyên trước của bồ câu này mấy đời làm bồ câu. Xá Lợi Phất liền nhập vào tam muội túc mạng trí, quan thấy bồ câu ấy chính từ trong loài bồ câu đến. Như vậy 1, 2, 3 đời cho đến 8 vạn đại kiếp thường làm thân bồ câu, quá đây trở về trước không còn thấy được nữa. Xá Lợi Phất từ tam muội dậy bạch Phật rằng: bồ câu ấy trong 8 vạn đại kiếp thường làm thân bồ câu, quá đó về trước con không còn biết được nữa. Phật nói: ông nếu không biết được hết đời quá khứ, thử quán xem đời vị lai bồ câu ấy đến lúc nào thì thoát được. Xá Lợi Phất liền nhập vào tam muội nguyện trí, quán thế bồ câu ấy 1, 2, 3 đời cho đến 8 vạn đại kiếp chưa thoát khỏi thân bồ câu, quá đó trở đi cũng không còn biết được nữa. Từ tam muội dậy bạch Phật: con thấy bồ câu ấy từ 1, 2, 3 đời cho đến 8 vạn đại kiếp chưa thoát khỏi thân bồ câu, quá đây trở đi không còn biết được nữa. Con không biết giới hạn quá khứ vị lai, vậy không hiểu bồ câu ấy lúc nào sẽ thoát khỏi. Phật bảo: Xá Lợi Phất, bồ câu ấy trừ hạng mức mà các thanh văn và bích chi Phật biết được, lại còn trải qua hàng hà ra đại kiếp làm thân bồ câu, khi tội hết mới được thoát khỏi, xoay vần mãi trong 5 đường, sau được làm thân người,
trải qua 500 đời mới được lợi căn, lúc ấy có Phật độ vô lượng vô số chúng sanh, sau đó vào vô dư niết bàn. Giáo pháp để lại ở đời, người ấy hậu thân Bồ Câu, thọ năm giới yêu bà tắc. Theo các tỷ kheo nghe tán thán công đức Phật, bây giờ mới phát tâm nguyện được làm Phật. Vậy sau ba tăng kỷ kiếp thực hành 6 ba la mật, 10 địa đầy đủ, được làm Phật độ vô lượng chúng sanh, xong mà vào niết bàn. Khi ấy Xá Lợi Phất hướng đến Phật sám hối, bạch Phật rằng: đối với một con chim, con còn không thể biết gốc ngọn của nó, huống gì các pháp. Còn nếu biết trí tuệ của Phật như vậy, thì vì trí tuệ Phật mà con thả vào địa ngục chịu vô lượng khổ, không cho là khó. Như vậy vân vân, đối với các pháp vì không hiểu cho nên hỏi. Chương 17. Giải thích đàn ba la mật. Kinh Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát Ma Ha Tát do không chú pháp mà chú trong bát nhã ba la mật, vì không có gì xà mà được đầy đủ đàn ba la mật, vì người cho người nhận và tài vật đều bất khả đắc vậy. Luận hỏi: bát nhã ba la mật là pháp, những pháp gì? Đáp: có người nói tuệ căn vô lậu là tướng bát nhã ba la mật, vì cớ sao? Tuệ căn là bậc nhất trong các tuệ nên gọi là bát nhã ba la mật. Vì tuệ căn vô lậu là bậc nhất nên tuệ căn vô lậu gọi là bát nhã ba la mật. Hỏi: nếu Bồ Tát chưa dứt hết kiết sử, làm sao thực hành tuệ vô lậu? Đáp: Bồ Tát tuy chưa dứt kiết sử, thực hành vô lậu bát nhã ba la mật tương tự, cho nên được gọi là thực hành vô lậu bát nhã ba la mật. Thí như người thanh văn thực hành noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, trước tiên thực hành vô lậu tương tự, sau mới hít dễ được sanh ra khổ pháp trí nhẫn. Có người nói Bồ Tát có hai hạng: có hạng dứt kiết sử được thanh tịnh, có hạng chưa dứt kiết sử không được thanh tịnh. Bồ Tát dứt kiết sử được thanh tịnh thì có thể thực hành vô lậu bát nhã ba la mật. Hỏi: nếu Bồ Tát đã dứt kiết sử được thanh tịnh, sao còn phải thực hành bát nhã ba la mật? Đáp: tuy dứt kiết sử mà 10 địa chưa viên mãn, chưa trang nghiêm Phật độ, chưa giáo hóa chúng sanh, thế cho nên thực hành bát nhã ba la mật. Lại nữa, dứt kiết sử có hai: một là dứt tâm ba độc không đắm trước ngũ dục của cõi người cõi trời; hai là tuy không đắm trước ngũ dục của cõi người cõi trời, nhưng đối với ngũ dục công đức quả báo của Bồ Tát chưa thể xả ly. Bồ Tát như vậy nên phải thực hành bát nhã ba la mật. Thí như trưởng lão An Đê Lô Động lúc tọa thần ở trong rừng, thiên nữ Tịnh Ái vân vân đem thân sạch đẹp đến thử An Đê Lô Động. An Đê Lô Động nói: các chị làm thành sắc xanh đi đến, không dùng tạp sắc nên muốn quán bất tịnh không thể quán được, sắc vàng đỏ trắng cũng như vậy. Khi ấy An Đê Lô Động nhắm mắt không nhìn mà nói: các chị đi cho xa. Các thiên nữ liền biến mất không hiện. Thân hình phước báo của trời còn như vậy, huống là vô lượng công đức quả báo ngũ dục của Bồ Tát. Lại như vua Chân Đà Ra cùng với 84.000 Chân Đa Ra đi đến chỗ Phật gảy đờn ca tụng để cúng dường Phật. Bây giờ núi chúa Tu Di và cây cối các núi, nhân dân, cầm thú hết thảy đều múa. Đại chúng ở bên Phật cho đến đại ca diếp đều không thể ngồi yên trên tòa. Lúc ấy Bồ Tát Thiên Tôn hỏi: trưởng lão đại ca diếp bậc kỳ túc cao niên, bậc nhất về hạnh tu 12 pháp đầu đà, tại sao không thể ngồi yên trên tòa? Đại ca diếp nói: ngũ dục của ba cõi không thể làm lay động tôi, nhưng đây là vì các công đức thần thông quả báo của Bồ Tát khiến tôi như vậy, chứ chẳng phải tôi có tâm động không thể tự an. Thí như núi Tu Di gió thổi bốn bề không thể làm lay động, nhưng đến khi đại kiếp tận diệt có gió tỷ lam nổi lên thì như thổi cỏ mục. Do các việc như vậy nên biết trong hai thứ kiết sử có một thứ chưa dứt hết. Những Bồ Tát như vậy nên phải thực hành bát nhã ba la mật, ấy là trong A Tỳ Đàm nói. Lại có người nói bát nhã ba la mật là hữu lậu tuệ. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát khi đến dưới gọi Bồ Đề mới dứt hết kiết sử. Trước đó tuy có đại trí tuệ, có vô lượng công đức mà các phiền não chưa dứt hết, thế cho nên nói bát nhã ba la mật của Bồ Tát là trí tuệ hữu lậu. Lại có người nói từ sơ phát tâm cho đến khi ngồi dưới cội đạo thọ, những trí tuệ có được ở khoảng trung gian đó gọi là bát nhã ba la mật. Đến khi thành Phật thì bát nhã ba la mật ấy đổi lại gọi là tát bà nhã. Lại có người nói trí tuệ hữu lậu vô lậu của Bồ Tát đều gọi là bát nhã ba la mật. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát quán niết bàn hành Phật đạo, do việc như vậy nên trí tuệ của Bồ Tát phải là vô lậu. Lại nữa, vì chưa dứt hết kiết sử, việc phải làm chưa làm xong nên gọi là hữu lậu. Lại có người nói bát nhã ba la mật của Bồ Tát
là vô lậu vô vi, không thể thấy, không đối ngại. Lại có người nói bát nhã ba la mật ấy là không có tướng gì có thể nắm bắt, hoặc có hoặc không, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc không hoặc thật. Bát nhã ba la mật ấy không nhiếp thuộc ấm giới nhập, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, không thủ không xả, không sanh không diệt. Ra ngoài bốn câu có không là không dính mắc, thí như ngọn lửa bốn phía không thể đụng đến vì làm cháy tay. Tướng bát nhã ba la mật cũng như vậy, không thể đụng đến vì tà kiến bị đốt cháy vậy. Hỏi: các người trên nói về bát nhã ba la mật như vậy, người nào nói đúng? Đáp: có người nói mỗi người đều có lý, đều là đúng. Như kinh nói 500 tỷ kheo mỗi người đều nói về nhị biên và trung đạo nghĩa, Phật nói họ đều có đạo lý. Có người nói, người trả lời sau cùng là đúng. Vì cớ sao? Vì không thể phá, không thể hoại. Nếu có pháp bằng như ly hào là đều có sai lầm, có thể phá. Nếu nói không pháp cũng có thể phá. Trong bát nhã này có cũng không, không cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không cũng không. Lại nói như vậy cũng không, ấy gọi là pháp tịch diệt vô lượng, không ý luận. Cho nên không thể phá, không thể hoại, ấy gọi là chân thật bát nhã ba la mật, hơn cả không gì vượt qua được. Cũng như chuyển luân thánh vương hàng phục các kẻ địch mà không tự cao, bát nhã ba la mật cũng như thế, có thể phá hết thảy ngữ ngôn hí luận mà chẳng có gì phá. Lại nữa, từ đây về sau trong các phẩm có nhiều lối cắt nghĩa thuyết về bát nhã ba la mật đều là thật tướng. Như vậy không chú pháp mà trụ trong bát nhã ba la mật có thể đầy đủ 6 ba la mật. Hỏi: thế nào không chú pháp mà trụ trong bát nhã ba la mật có thể đầy đủ 6 ba la mật? Đáp: Bồ Tát như vậy quán hết thảy chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải vui, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải sanh diệt, chẳng phải không sanh diệt. Như vậy chú trong thẩm thâm bát nhã ba la mật, mà đối với tướng bát nhã ba la mật cũng chẳng phải chấp thủ, ấy gọi là không chú pháp mà chú. Hỏi: nếu không chấp thủ tướng bát nhã ba la mật thì tâm không dính mắc, như Phật đã nói trong hết thảy các pháp dục là gốc nó. Nếu không chấp thủ thì làm sao đầy đủ 6 ba la mật? Đáp: Bồ Tát vì thương xót chúng sanh nên trước tiên lập thệ nguyện, ta quyết sẽ độ thoát hết thảy chúng sanh. Do sức tinh tấn ba la mật nên tùy biết các pháp bất sanh bất diệt như tướng niết bàn, mà lại tu hành các công đức đầy đủ 6 ba la mật. Vì cớ sao? Vì không chú pháp mà chú bát nhã ba la mật. Chương 18 giải thích tán thán đàn ba la mật. Hỏi: bố thí có những lợi ích gì mà Bồ Tát chú trong bát nhã ba la mật thì đàn ba la mật được đầy đủ viên mãn? Đáp: bố thí có đủ thứ lợi ích. Bố thí là kho báu thường theo dõi người. Bố thí làm diệt khổ, đem vui cho người. Bố thí là kẻ đánh xe giỏi, mở bảy con đường chư thiên. Bố thí là điệu phủ tốt, thu nhiếp các người lành. Thu nhiếp người lành cùng làm nhân duyên. Bố thí là an ổn, khi sắp bệnh chung tâm không sợ hãi. Bố thí là tướng từ tâm hay cứu chúng sanh. Bố thí là nhóm điều vui hay phá giặc khổ. Bố thí là đại tướng hay dẹp kẻ địch san tham. Bố thí là diệu quả được trời người ưa thích. Bố thí là con đường thanh tịnh hiền thánh dạo đi. Bố thí là cửa chứa phước đức lành. Bố thí là cái duyên để xây dựng nghiệp quy tụ chúng. Bố thí là hạt giống thiện hành thọ quả. Bố thí là phước nghiệp tướng của người lành. Bố thí phá nghèo cùng dứt ba đường ác. Bố thí hay trọn vẹn được quả phước lạc. Bố thí là cái duyên ban đầu của niết bàn, là pháp thiết yếu để đi vào trong nhóm người lành, là nguồn phủ của sự tán thán khen ngợi, là công đức để vào giữa chúng không khó khăn, là hang nhà của tâm không hối hận, là căn bản của thiện pháp đạo hành, là rừng rậm của mọi điều hoan lạc, là dụ phước của giàu sang an ổn, là bến bờ của sự đắc đạo niết bàn, là sở hành của thánh nhân đại sĩ trí giả, là chỗ bắt chước của các người kém đức ít biết. Lại nữa, ví như nhà bị lửa cháy, người khôn ngoan biết rõ hình thế, lửa chưa đến kịp, gấp đem tài vật ra ngoài. Nhà tuy bị cháy hết mà tài vật vẫn còn, để sau làm nhà lại. Người ưa bố thí cũng như vậy, biết thân mong manh, tài vật vô thường, lo tu phước kịp thời, giống như từ trong lửa đem tài vật ra, đời sau được hưởng vui. Cũng như người kia còn sửa lại nghiệp nhà, phước tốt tự an vui. Người u mê thì chỉ biết tiếc cái nhà, vội tìm cách cứu chữa. Cuồng ngu mất trí, không lường thế lửa, gió mạnh cháy bừng, đất đá cháy xém. Giữa tiếng ầm vang, hỏng hết mất sạch, nhà đã không cứu được, mà tài vật cũng mất hết.
đói rét, lo khổ suốt đời. Người có tâm tham thiết cũng như vậy, không biết thân mạng vô thường, khó bảo toàn giây lát, mà lại cứ gom chứa giữ gìn ái tiếc, chết đến không hẹn, bỗng chốc chết mất, thân mình cùng cây, đất, đồng trôi đi, của cải cùng vật ủy thác đều bỏ hết, cũng như người ngu, lo khổ mất hết sanh kế. Lại nữa, người đại huệ, bậc hữu tâm mới hay giác ngộ, biết thân như huyễn, tiền của không thể bảo toàn, vạn vật vô thường, chỉ có phước đức là có thể nương cậy, đưa người ra khỏi khổ là bến thông đạo lớn. Lại nữa, đại nhân đại tâm hay đại bố thí hay tự lợi mình, tiểu nhân tiểu tâm không thể ích người cũng không có hậu với mình. Lại nữa, dũng sĩ gặp địch chắc mong nước sống, người trí tâm huệ được ngộ lý sâu xa, kẻ dọc san lần tuy mạnh cũng bẻ gãy được, quyết khiến như ý, gặp phước điển tốt, gặp thời tiết đẹp, lúc cần bố thí thì bố thí, nếu không làm là bỏ mất thời tiết, rõ việc ứng lòng hay đại bố thí. Lại nữa, người ưa bố thí được người kính phục, như mặt trăng mới mọc chẳng ai không ưa, tiếng tốt danh lành đồn khắp thiên hạ, được người quy ngưỡng mọi người đều tin. Người ưa bố thí được quý nhân tưởng nhớ, tiện nhân kính trọng, khi sắp mạng chung tâm không sợ hãi, quả báo như vậy được trong đời này thí như trồng hoa, có quả lớn vô lượng là phước của đời sau, trong vòng sanh tử luân chuyển, qua lại năm đường không có người thân để có thể trông cậy, chỉ có phước bố thí hoặc sanh lên trời trong loài người, được quả báo thanh tịnh đều do bố thí. Voi ngựa súc sanh được nuôi nấng tốt cũng là do bố thí mà được, đức của bố thí đưa đến giàu sang hoan lạc. Người trì giới thì được sanh lên trời, thiện trí tâm tịnh không có nhiễm trước, thể được đạo niết bàn. Phước của bố thí là tư lương của đạo niết bàn. Niệm tưởng bố thí nên hoan hỷ nên nhất tâm quán lý sanh diệt vô thường nên đắc đạo. Cũng như người mong có bóng mát mà trồng cây, hoặc mong có hoa, hoặc mong có quả mà trồng cây. Bố thí vì mong được quả báo cũng như vậy, đời này đời sau vui như mong bóng mát, đạo thanh văn bích chi Phật như hoa, thành Phật như quả, ấy là các thứ công đức của bố thí.